Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón bạn nữ của cặp đôi thứ nhì trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời bạn. Mời em ngồi. Em tên là gì? Chị Hoàng Thanh Quý. Thanh Quý. Dạ. Thanh Quý. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 22. 22 tuổi. Hiện giờ Quý đang làm gì? Em đang là sinh viên năm cuối rồi chị. Dạ, trường đại học công nghiệp đó chị. Đại học công nghiệp. Dạ. Bên đây là đang còn sinh viên năm cuối trường đại học công nghiệp anh Linh ơi. Rồi. 22 tuổi. 22 tuổi ha. Rất là dễ thương. Còn là sinh viên. Rồi, chúng ta sẽ gặp chàng trai của cặp đôi thứ hai. Xin mời chàng trai. Chào bạn. Hot boy. Mời ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Phạm Đoàn Hữu Chiến. Phạm Đoàn Hữu Chiến. Dạ. Quê đâu? Dạ, em quê Bến Tre. Bến Tre. Xứ Dừa. Xứ Dừa Bến Tre đúng không? Dạ. Lên Sài Gòn làm gì trên đây? Dạ, bây giờ là em đang là lập trình viên. Lập trình viên. Là chuyên về phần mềm và thiết kế web. Trời ơi, vậy là giỏi quá rồi. Sao bạn sao căng thẳng quá vậy? Dạ. Căng thẳng không? Lần đầu tiên lên thì căng thẳng. Phải lần đầu tiên yêu mà. Dạ. Hả? Bạn đã từng có người yêu chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Mấy người? Dạ cũng hai người. Hai người rồi. Em nè, vậy bên đó người ta nói người ta có hai mối tình rồi đó, còn em thì sao? Đó giờ em đã có mối tình nào chưa? Dạ chưa chị. Chưa? Dạ. Chưa một mối tình nào bắt vai cả. Dạ. Rồi, vậy thì lý do tại sao em lại chọn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ thứ này tại nhà em á, ai cũng đi theo chủ nghĩa độc thân hết á. Trời đất. Vậy giống như là em có hai vị cũng chưa chồng, một cậu cũng chưa vợ. Hai gì chưa chồng, một cậu chưa vợ, gì bao nhiêu tuổi? Dạ một gì khoảng năm mấy, một gì bốn mấy. Trời ơi, cậu người năm mấy bốn mấy mà chưa ai có gia đình hết. Mời đến Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ em cũng định vậy là bây giờ em là tiên phong để giải phóng cái chế độ là độc thân của gia đình em đúng không? Đúng. Vậy là hôm nay đến ngày là rất là nhiều cái kỳ vọng, đặt rất nhiều kỳ vọng cho chương trình của mình đúng không? Dạ. Vậy thì mẫu người lý tưởng của em là sao nè, để chị coi coi được không? Cũng ốm ốm thôi đừng có mập. Ốm ốm thôi đừng có mập. Mày lớn nhất. Rồi cái gì đó em? Em thì không có yêu cầu ngoại hình đó chị. Tại chủ yếu là em muốn về tính cách cơ. Có chịu đựng em nổi không? Của em sao mà phải chịu đựng em? Em hay nhằn đó. Em hay nhằn lắm hả? Nhằn là sao? Có nghĩa là cái gì cũng không vừa ý em hết trơn hả? Không, tức là mỗi lần mà em có lỗi á thì chẳng có gì em nhận lỗi hết á. Có lỗi mà không nhận lỗi. Trời, nó có cái gì mà ngang nữa. Đàn ông á là sao cũng được, thà đánh chết nó cũng được nữa, nhưng mà nó không thích nói nhiều. Vậy em nhằn nhằn hoài là đâu có được. Sao kỳ vậy? Hát hơn ai nữa. Đánh chết nó luôn chừng nói là càng nhằn vậy thôi, nhưng mà khi nào người ta có lỗi sai mình mới càng nhằn chứ. Nhưng mà em có lỗi em cũng không có nhận nữa là không được, mình có lỗi mình phải xin lỗi chứ. Nói vậy chứ thì có lỗi em im thôi, nhưng mà không có lỗi vậy. Có lỗi là khi bắt ta dỗ dành nữa mới chịu à. Cũng chướng lắm nè. Thấy kỳ khó, kỳ căng thẳng quá. Cái này chắc di truyền gen gia đình nè, bởi vậy cả nhà ế đều luôn nè. Bây giờ bên kia anh thấy hơi căng á. Dạ. Bây giờ anh hỏi em là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao, mập hay là thấp hay như thế nào? Dạ, không mập. Không mập? Dạ, nếu mà cao thì rất là tốt. Cao rất là tốt, khoái cao đúng không? Dạ. Tại vì cao thì sẽ... Nói chung là em với người đó sẽ... Hợp với nhau, dạ. Ý là thêm em cao chứ gì? Để chờ xem. Giờ anh, sao? Anh coi coi sao, bên kia cao không? Bên đây cao nhưng mà chưa có đem theo đôi giày. Anh làm gì anh nhìn vô cặp mắt ta dữ vậy? Hả? Giống như gì điện ảnh đó nha. Quen quen à. Rất là xinh nha, có đồng tiền luôn. Đồng tiền hơi dài, không có tròn. Tiền là lạ luôn, ấn tượng lắm á. Anh thấy dễ thương đấy em. Dạ. Ừ, nói chung là so với những yêu cầu của em nãy thì cũng đáp ứng được khoảng 80%. Dạ. Ừ. Coi coi. Cũng được rồi. Coi thử. Đúng không? Coi thử bên đó coi cái thân hình như thế nào. Có đủ sức chịu đựng bên đây mà cằn nhằn. Trời dễ thương quá mà anh Linh. Nhẹ nhàng, người ta nói nhẹ nhàng lắm. Giò dài đứng con khoe giò với em kìa. Kép kép lại chỗ khoe cái giò dài ra kìa. Hèn chi mà thích bạn nữ cao. Cũng được nha. Trẻ mà để râu quai nón nữa giống mày Linh ghê không? Trời ơi. Được, 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 được. Em chọn, em chọn. Chị chọn rồi đó, mà không biết em sao thôi đó. Chị thấy được rồi đó. Men lắm nha. Rồi, chúng ta sẽ có hai cái
nhìn nhau. Cơ hội 2 phút thôi nha cưng. Rồi, và cảm nhận xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. Tôi xin nhắc lại, cho dù các bạn có hẹn hò hay không hẹn hò, các bạn vẫn được đến với vòng quay số may mắn và có cơ hội nhận những phần thưởng từ Toshiba. Nào, màn kéo lên. Và 2 phút của chúng ta bắt đầu. Nhanh lên nha, cơ hội không nhiều đâu. Yeah, nhìn em như vậy, cơ hội với lại... Nhìn bạn rất là dễ thương. Dạ. Theo mình á, ở quan điểm của mình là trong tình yêu thì tin tưởng là điều quan trọng nhất. Thì mình cũng cần một người bạn của mình có thể tin tưởng mình. Đó là quan điểm của mình. Còn bạn thì sao? Em thì lâu lâu em nhõng nhẽo vậy thôi. Chứ em không có cằn nhằn gì đâu. Hồi nãy nói cằn nhằn, bây giờ nói lâu lâu em nhõng nhẽo chứ em không cằn nhằn. Con gái nhõng nhẽo là đặc quyền của con gái nào giờ rồi. Nếu mà anh sai anh sẵn sàng anh nhận lỗi. Còn nếu em sai thì anh sẽ tìm cách nào đó để nói cho em hiểu. Nếu mà em vẫn hiểu rồi nhưng mà vẫn cố cằn nhằn thì anh sẽ chịu khó. Tiếp đi em, tiếp đi em. Còn 30 giây nữa em, tiếp tiếp. Tiếp đi Cương, nhanh lên. Để giống gia đình mình là không có được đâu, nhanh lên. Nổi được tiếp, khoái quá, cười hoài. Trời ơi, mình chưa có mối tình nào đó, phải nhanh nhanh đi Cương. Anh nhìn em có giống trời không? Giống gì? Giống con trời. Không, nhìn nó là nữ tính mà. Vậy hả? Nhưng mà như mấy đứa bạn em, đứa nào cũng nói em giống con trời hết á. Giống con tay cũng tốt mà, cái tính mạnh. Thôi, gì vậy? Tại vì em cảm thấy mọi người là hết giờ. Hết giờ. Trời ơi, cái gì cũng chịu hết trơn, cái gì cũng được hết trơn á, là ai? Sao vậy? Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Rồi, bắt đầu. 3 gặp nhau là biết nhấn rồi. Trời ơi. Bên kia lúc đầu nó cằn nhằn, cuối cùng khỏi cằn nhằn luôn. Bên đây chịu đựng cái gì không chịu hết trơn á. Tại sao em lại đồng ý chọn bạn trai? Bạn ấy chịu đựng em được. Nếu mà bạn ấy chấp nhận chịu đựng em. Cứ chấp nhận chịu đựng hoài hay trời. Trong ngôn cô này hơi lạ nha. Tôi thấy rằng trong cái nụ cười của các bạn rất là hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn thật là nhiều. Và hai bạn hãy nắm tay để cảm nhận những cái giây phút ban đầu hẹn hò ở sân chơi này. Nhưng mà hai bạn chúc hai bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.